Kính chào quý khán thính giả của VBS Canada. Kính mời quý vị theo dõi phóng sự cộng đồng tuần này với chúng tôi gồm hai phần. Trước tiên là họp mặt Hội Việt Tân Toronto. Buổi họp mặt tân niên đã được tổ chức tại Hội trường Hải lục Không quân Canada, tọa lạc tại thành phố Mississauga, với sự tham dự của đại diện hội đoàn và đoàn thể cùng quý đồng hương. Ngày đầu xuân chúc non nước thanh bình, ngày mùng hai chúc cho lứa đôi mình. Và chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị quan khách cùng các đại diện các hào đoàn, chúng ta cùng đứng lên nghiêm chỉnh và chúng ta làm lễ chào quốc kỳ. Sau nghi lễ chào cờ là phần giới thiệu các thành phần quan khách tham dự, cũng như phát biểu và chào mừng của ban tổ chức. Ông Đồng Văn Minh đại diện cho hội ái hữu cựu sinh viên sĩ quan trường Viện Thủ Đức vùng Ontario, ông Lê Đức Vân đại diện cho ủy ban yểm trợ phong trào dân chủ quốc nội Toronto, giáo sư Trần Gia Phụng. Thưa quý vị, tôi đại diện cho câu lạc bộ Thân hữu Việt Tân tại Toronto xin được chào mừng quý vị đến tham dự buổi tiệc tân niên mừng xuân Đinh Dậu 2017 hôm nay. Tôi xin phép sơ lược về câu lạc bộ Thân hữu Việt Tân. Đó là một tập hợp quần chúng hoạt động từ năm 2013 và được tổ chức nhiều nơi trên thế giới. Hội viên là những người quan tâm đến công cuộc đấu tranh vì tự do, nhân quyền, dân chủ cho đồng bào Việt Nam. Nhân dịp xuân về, Đảng bộ Toronto, Đảng bộ Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng tại Toronto kính chúc quý vị một năm mới yên vui, hạnh phúc và vạn sự như ý. Sự hiện diện của quý vị đã nói lên được cái tinh thần đoàn kết của người Việt hải ngoại, chúng ta là một khối. Hôm nay có cái buổi họp mặt này của chúng tôi để thay cho hàng trăm hàng ngàn lời nói cảm ơn, xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã đến đây chung vui cùng người binh sĩ lên đường. Trong phần phụ diễn văn nghệ với các ca sĩ tại thành phố Toronto và các vùng phụ cận,
thoái trào của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái thoái trào đầu tiên. Nhân dịp này, ông Lý Thái Hùng cũng đã trình bày tình hình hiện nay tại quê nhà. Ngày công khai giữa hai phe, đó là Nguyễn Phú Trọng và phe Nguyễn Tấn Dũng. Từ Đại hội 12, tức là đầu tháng Giêng năm 2016 cho đến ngày hôm nay. Và cho thấy được uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam càng xuống thấp. Mà cái sự rối loạn này, thưa quý vị, nó không phải là sự tranh đoạt về quyền lực chính trị. Nếu quyền lực chính trị, thì họ có sẵn sàng thỏa hiệp để tiếp tục cầm quyền. Mà sự đấu đá ngày hôm nay, nó là những lợi ích về phương diện tài chính. Mà mỗi phe nắm trong tay hàng tỷ đô la. Và khi tiền đã nắm trong tay, thì đây là vấn đề sống chết và sẵn sàng thanh toán với nhau. Qua cái sự kiện kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng là nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương, Tổng Bí Thư thì yêu cầu Quốc hội phải ra một đạo luật hay ra một cái luật để mà cách chức hay là kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng. Quốc hội thì nói là không có một luật nào để cách chức một bộ trưởng đã về hưu. Và cuối cùng do những sức ép ở trong đảng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa một số người mới ra một cái lệnh là rút lại cái chức Bộ trưởng Bộ Công Thương của ông Vũ Huy Hoàng. Một người bộ trưởng đã về hưu, rút cái chức đó lại thì nó còn giá trị gì không quý vị? Nhưng họ vẫn làm, là bởi vì đó là những sự áp suất dư luận để làm sao giải tỏa những sự bức xúc ở trong cái dư luận quần chúng. Thì rõ ràng cho đến ngày hôm nay, lãnh đạo Cộng sản Việt Nam họ chỉ có quyền lực. Chú Lam, Võ Lam. Trong buổi họp mặt, các em nhỏ cũng đã được phát quà mừng tuổi và quan khách cũng đã được mời tham dự buổi cơm trưa thân mật. Con chúc tất cả mọi người được mạnh giỏi và vui vẻ suốt năm được không? Dạ, con chúc mọi người sức khỏe, vui vẻ. Suốt năm? Dạ, suốt năm. Dạ, đúng rồi. Rồi xin bác cho mời đi xì cho cháu dùng. Dạ vâng. Xin cảm ơn bác. Vâng. Rồi đến con tên gì? Vậy hả? Rồi, bữa nay con chúc mọi người sao? Con biết chúc không? Không hả? Con chúc là con chúc mọi người. Rồi xin mời cô Bình Viên. Dạ, cô Bình Viên sẽ là giới thiệu chương trình và nâng xin cho cái chương trình văn nghệ đặc sắc ngày hôm nay. Tôi trải giam nơi cầm tù những người có tội, nhưng chớ trêu tình đời có những người đi tù vì quê. Bao người vì yêu nước vẫn dấu thân dấu ngục tù đỏ đầy, dấu chồng gai để còn có ngày mai. Con thiên nhân những đường dài miệt mài đi lao tù vì đảm bảo vì quê hương. Trong bóng tối trải giam đêm cột đầu anh ngồi nhớ nhà, anh nhớ cha mẹ già, nhớ vợ hiền, nhớ cả đàn con ngoan. Ôi ngày về xa quá, biết mẫu thân có chờ được ngày còn dẻo dắt thê lương vì quanh anh đầy
em người cầu thực chốn tha hương, thương cho Việt Nam mình bé nhỏ. Trước ngồi sông, trước phiến hòa nhìn phong, trong bóng tối trải ra nơi cầm tù những người có tội. Nhưng chớ chưa nào bằng có những người bởi nặng tình nóng sông. Bao người vì yêu nước vẫn dấn thân dấu cùng tù đỏ đây, dấu trong gai để còn có ngày mai, vẫn đôi chân bước đường dài miệt mài, đi cho tròn trong con đường Việt Nam. Sáng chiều buồn giáo thương ta, mẹ biết nhớ cậy bao tay ai. Đêm nay núi rừng gió nhẹ sang xuân, thoáng vui mai nở đâu đây, dù hồn loài trời. 5516523 5516523 5516523 các chị Hoa. Tiếp theo vẫn là phần xổ số và văn nghệ đấu tranh cho đến lúc buổi họp mặt đầu năm được kết thúc. Rồi chúng tôi xin mời anh ơi bác Hùng rồi. Đây số trúng 5516430 5516430 Hãy biết yêu quê hương Việt Nam, hãy biết trong nỗi đau người dân phải đăng quan quan trời xa, một ngày nắng dần vươn tan quê hương mình rồi sẽ. Kính thưa quý khán thính giả, sau Tết âm lịch, mọi người con dân Việt ai cũng nhớ đến trận chiến oanh liệt của vua Quang Trung đại phá quân Thanh vào ngày mùng 5 Tết năm 1789, khi nhà Thanh mang 20 vạn quân xâm lăng mượn cớ đi đánh Chiêm Thành để sang xâm chiếm nước Nam. Để tưởng nhớ đến công đức của vua Quang Trung, Hội Ái Hữu Tây Sơn Toronto đã long trọng tổ chức buổi lễ tưởng niệm tại North York Community Center.
đã hiện diện trong hôm nay. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Mở đầu là ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch của Hội Cộng đồng Đốc Giót. Buổi lễ đã có sự tham dự của nhiều đồng hương và hội đoàn tại địa phương cũng như các thành phố lân cận. Cứ vào ngày mùng năm Tết là nhân dân Việt chúng ta khắp nơi tổ chức kỷ niệm lễ Đông Đa. Đó là một cái chiến thắng. Nhân dịp này, nhiều diễn giả đã trình bày rõ ràng những chiến công hiển hách của Quang Trung, Đại Đế và Đinh Hùng Tướng Mạnh để cho quân Thanh xâm lược phải kinh hoàng, khiếp vía, bỏ cả Ấn Tín chạy về Tàu. Tây Sơn đã đánh tan 20 vạn quân Thanh vào năm Kỷ Dậu 1979. Hôm nay là ngày 23 tháng Giêng, năm Đinh Dậu 2017. Tuy có muộn, nhưng mà cũng còn hơn là chúng ta không làm gì. Chúng ta tụ tập về đây, lần đầu tiên ban tổ chức cái nhã yến kỷ niệm chiến thắng oai hùng của dân tộc Việt trước sự xâm lăng của giặc phương Bắc. Qua sự lãnh đạo tuyệt vời của Quang Trung Hoàng đế, có thể nói vua Quang Trung là một trong những kỳ nhân của dân tộc. Người trụ thế chỉ có 39 năm, sinh năm 1753 và mất năm 1792. Nhưng người có thể là một ánh sao banh vượt qua vòng trời lịch sử của dân tộc. Sự mất mát của người chính là sự mất mát lớn của dân tộc. Để ca tụng Hoàng đế Quang Trung, thi sĩ Vũ Hoàng Chương có viết: người vào Nam cho đồng lúa xanh tươi, người ra Bắc quay thanh mờ nhật nguyệt. Hôm nay chúng ta nhắc lại cũng bình thường. Lịch sử chúng ta đã ghi rõ, vào tháng 11 năm 1788, quân Thanh kéo 20 vạn quân mang tiếng là phò vua Lê, nhưng thực chất là một cuộc xâm lăng có nhiều toan tính. Quân Thanh kéo đại quân chiếm vào thành Thanh Lâm, như chúng ta đã biết. Khi mà giặc chiếm kinh đô thì coi như 90% là mất nước. Nhưng may cho chúng ta mà không may cho giặc là chỉ có 5 ngày vua Quang Trung đã kéo quân từ Nghệ An ra Bắc. Và trong 5 ngày chớp nhoáng, quân Tây Sơn đã quét sạch 200.000 quân Thanh ra khỏi cõi bờ. Trưa ngày 30 tháng 1 năm 1789, con số rất dễ nhớ, 1789, vua Quang Trung cởi voi vào thành Thanh Long, áo bào còn nhuộm đen màu thuốc súng. Một nhà thơ bây giờ tên là nhà thơ Ngô Ngọc Du đã viết một bài cảm tưởng 6 câu như sau: ba quân đội ngũ chỉnh tề tiến, trăm họ chặt đường vui tiếp nghinh, mây tạnh mù tan trời lại sáng, đầy thành già trẻ mặt như hoa, chen dây thích canh cùng nhau nói, cố đô dọn thuộc dạy sông ở bên Trung Hoa. Nghe tiếng quân Tây Sơn là sợ như cọp. Tại sao? Tại vì lúc đó quân Tây Sơn tiếp tục truy đuổi, truy kích đến biên giới Việt Hoa thì ngừng lại. Sử viết 300 dặm từ biên giới Việt Hoa, tỉnh không nghe một tiếng gà gáy, một tiếng chó sủa, không một bóng người. Tất nhiên là người dân lẫn quân Trung Quốc lúc bây giờ nghe tiếng Tây Sơn là bỏ chạy. Trong lòng mọi người
cũng đều tưởng nhớ đến vị anh hùng áo vải đất Tây Sơn. Người anh hùng đó đã đem lại cho chúng ta ngày hôm nay còn nói được tiếng Việt. Bởi vì 1000 năm phương Bắc, đô hộ đó chúng ta không bao giờ quên. Và mùa xuân Kỷ Dậu năm 1789 đó cho chúng ta sống mãi ở trong lòng dân Việt, và chúng ta không bao giờ bị mất nước. Tiếng nói còn, dân tộc còn. Tiếng nói mất, dân tộc mất. Trong buổi lễ cũng không thiếu phần văn nghệ phụ diễn, đặc biệt là màn trình diễn tiễn đưa vua Quang Trung lên đường diệt giặc. Ta đang lo lắng trăm bề, nghe nàng chỉ lời, lòng ta ai qua tan tình đoàn giặc thành. Đây sâm nghi đông, giặc tràn qua khắp bờ sông nhì. Giặc tràn qua, đây giặc thành hàng long. 10 vạn quân do cai quan bình, ao ao đi ngàn vạn quân tiên. Kính thưa quý khán thính giả, chương trình phóng sự sinh hoạt cộng đồng của VBS Canada đến đây đã chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Nhằm lúc đầu mà tiếng nhìn về làn giang hướng về Hải Dương Bắc Bình Đại Dương, chiếc hà hồi nhanh đây ngọc hồi luôn cuốn thanh tan thành.